Các em học sinh thân mến, trong tiết học trước, nhà văn Nguyễn Tuân đã đưa chúng ta đến tham quan một hòn đảo có thiên nhiên tươi đẹp. Rất là ấn tượng đó là hòn đảo Cô Tô qua bài ký Cô Tô. Hôm nay, nhà văn Thép Mới sẽ giới thiệu cho chúng ta một loài cây rất quen thuộc ở làng quê Việt Nam. Đó chính là cây tre qua bài ký Cây Tre Việt Nam. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau đọc bài ký này và cô yêu cầu các em đọc nhiều lần ở nhà. Lưu ý đọc luôn cả phần chú thích sau trong sách giáo khoa và cả các chú thích còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài ký Cây Tre Việt Nam. Cây tre Việt Nam. Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam. Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nước Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn. Tre, nứa, trúc, mai, vầu, mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng. Vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt, dáng tre vương mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên cứng cáp, dẻo dai vững chắc, tre trong thanh cao giản dị, chí khí như người. Cô mời các em sẽ đọc các đoạn còn lại cho đến hết và chúng ta đi vào phần thứ nhất. Chúng ta đi vào phần một la mã. Chúng ta ghi nhận một vài nét qua phần đọc và tìm hiểu chú thích. Thứ nhất là về tác giả. Các em ghi nhận như cô, nhà văn Thép Mới, sinh năm 1925, mất năm 1991. Tên khai sinh là Hà Văn Lộc, quê ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngoài báo chí, nhà văn Thép Mới còn viết rất nhiều bút ký và thuyết minh phim. Về tác phẩm, các em chú ý xuất xứ của bài ký Cây Tre Việt Nam chính là lời bình cho bộ phim cùng tên của nhà điện ảnh Ba Lan. Trong bài ký này, tác giả sử dụng rất là khéo léo và đặc sắc phương thức miêu tả và biểu cảm. Đây là một bài văn thuộc thể loại ký. Tác giả ghi nhận lại những gì mình hiểu biết và cảm nhận về cây tre. Đại ý, các em ghi nhận lại cho cô. Trong bài Cây Tre Việt Nam, nhà văn đã cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp và cái phẩm chất bình dị của cây tre, cũng như tác giả cũng cho chúng ta hiểu được cây tre gắn bó với con người trong cuộc sống lao động và trong chiến đấu từ xưa cho đến ngày hôm nay như thế nào. Qua đó tác giả khẳng định cây tre sẽ đồng hành với người Việt Nam đi tới tương lai. Về bố cục, ta có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến chí khí như người. Đoạn 2 tiếp theo cho đến tre anh hùng chiến đấu. Và đoạn 3 là phần còn lại cho đến hết. Cô giới thiệu với các em, đây chính là chân dung của nhà văn Thép Mới và hai bức tranh minh họa cho văn bản Cây Tre Việt Nam. Nói về tre thì các em cần lưu ý, tre có hai loại, đó là tre xanh và tre vàng. Tre vàng còn gọi là tre ngà hay gọi là tre đằng ngà, thì nó bắt nguồn từ một cái truyền thuyết rất xa xưa, đó là truyền thuyết thánh gióng. Khi ngựa của gióng phun lửa cháy một làng, làm các lũy tre ngã màu vàng óng, từ đó ta mới có tre vàng hay còn gọi là tre ngà. Và đây là một bức tranh rất là bình dị, quen thuộc ở làng quê Việt Nam. Bức tranh này minh họa cho bài ký Cây Tre Việt Nam với hình ảnh lũy tre làng, mái đình, hình ảnh chú trâu, con đường làng, những hình ảnh rất là quen thuộc, gắn bó thân thương trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Em đi vào phần 2 la mã, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của bài ký Cây Tre Việt Nam. Thì cô giới thiệu khái quát với các em. Khi đọc toàn bộ bài ký Cây Tre Việt Nam, các em chú ý nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả.
đó chính là nghệ thuật. Sử dụng những từ ngữ gợi tả cũng như kết hợp với nghệ thuật nhân hóa và so sánh rất độc đáo trong toàn bộ bài ký này. Các em cần lưu ý tìm và gạch dưới tất cả các biện pháp nhân hóa và so sánh để chúng ta có thể hiểu được cái hay cái đẹp khi vận dụng phép tu từ nhân hóa so sánh trong miêu tả như thế nào. Chúng ta đi vào phần 1, giới thiệu vẻ đẹp của cây tre Việt Nam qua đoạn mở đầu của bài ký. Thì qua đoạn mở đầu của bài ký, trước tiên tác giả đã giới thiệu với chúng ta cây tre chính là người bạn thân của nông dân Việt Nam, là bạn thân của nhân dân Việt Nam. Vì sao vậy? Vì tre hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi miền đất nước. Tre Đồng Nai, nước Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn. Đó chính là sự gắn bó thân thiết của cây tre đối với đời sống người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước từ Nam ra Bắc. Và vẻ đẹp của tre được tác giả giới thiệu qua một chi tiết rất đặc sắc, đó là tre mang một vẻ đẹp là một mầm non măng mọc thẳng. Nhìn tranh minh họa các em thấy từ cái măng non nhỏ sẽ vươn lên lớn dần cứng cáp trở thành cây tre. Và đặc điểm của cây tre hoàn toàn khác hẳn với những loài cây khác, nó chỉ mọc thẳng, vươn thẳng, không hề có cành nhánh xung quanh. Và đặc tính của tre là rất dễ sống, vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt, sức sống của nó rất mãnh liệt. Vẻ đẹp của tre còn được tác giả miêu tả qua chi tiết dáng vươn mộc mạc, màu tươi nhũn nhặn, một màu xanh tràn đầy sức sống, một màu xanh rất là tươi mát và luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai đã từng đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tre. Tre mang một vẻ đẹp cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, và nó có một cái phẩm chất thanh cao, giản dị, chí khí như người. Bằng nghệ thuật nhân hóa và so sánh, tác giả đã cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp bình dị và cái phẩm chất cao quý, giàu sức sống của cây tre Việt Nam. Tác giả đã ví tre có phẩm chất như con người, bởi vì nó không khuất phục trước những khó khăn, trước những thử thách và trước những nguy hiểm nguy, nhất là trong chiến tranh. Tre đã trải qua những cuộc chiến tranh rất là gay go khốc liệt, nhưng nó không hề mai một. Mà lớp tre ngày này ngã xuống thì lớp măng non vươn lên, và cứ thế tiếp nối nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Như vậy, ở đoạn mở đầu, tác giả giới thiệu thật ấn tượng cái vẻ đẹp bình dị và cái phẩm chất cao quý của cây tre. Và đó chính là một cái biểu tượng rất là ý nghĩa sâu sắc cho dân tộc Việt Nam ta. Vì thế tre được xem là biểu tượng của dân tộc Việt Nam ta, là biểu tượng cho người quân tử, chí khí và khí phách, không hề khuất phục trước quân thù. Tiếp theo của bài ký, nhà văn đã viết: nhà thơ đã có lần ca ngợi bóng tre trùm mát rượi. Tác giả đã tiếp tục cho chúng ta thấy được cái sự gắn bó thân thiết của cây tre Việt Nam trong đời sống lao động và trong chiến đấu, qua đoạn thứ hai, từ tiếp theo cho đến tre anh hùng chiến đấu. Thì đoạn văn này các em cần lưu ý, ta có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là từ nhà thơ đã có lần ca ngợi cho đến Trung Thủy, tác giả đã cho thấy sự gắn bó của tre trong đời sống lao động hàng ngày. Và phần thứ hai, như tiếp theo cho đến là tre anh hùng chiến đấu, là tác giả nói lên sự gắn bó của tre trong
chiến trống. Chúng ta đi vào phần A. Tre gắn bó với đời sống lao động hàng ngày của con người như thế nào? Thì tác giả đã khẳng định, đã giới thiệu qua một đoạn văn rất là đặc sắc. Cô sẽ đọc đoạn văn này và các em chú ý, trong đoạn văn tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, kết hợp với những phép điệp từ, điệp ngữ rất là hay để làm nó, để nói lên cái sự gắn bó thân thiết không thể thiếu của tre đối với đời sống của người Việt Nam. Bóng tre trùm lên âu yếm làng bản xóm thôn. Nhìn bức tranh minh họa các em đã thấy rõ, tre luôn bao trùm trùm phủ cả làng xóm thôn quê Việt Nam, che chở cho con người, che nắng che mưa, và nó thể hiện cái tình cảm gắn bó khăng khít đối với người dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày. Dưới bóng tre của ngàn xưa thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Khi mỗi khi về quê, chúng ta thường thấy những ngôi chùa, những ngôi đình thấp thoáng sau những rủi tre làng rất đẹp. Tác giả còn khẳng định, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Đúng vậy, từ khi con người mở mắt chào đời đã gắn liền với tre, nằm trên chiếc nôi tre và lớn lên theo từng ngày tháng. Tre không chỉ thế mà còn là một cánh tay đắc lực của người nông dân. Qua chi tiết cối xay tre nặng nề quay từ nghìn đời nay xay nắm thóc. Nhìn bức tranh minh họa các em đã thấy, đây chính là chiếc cối xay tre dùng để xay lúa, xay thóc, gắn bó thân thiết với cuộc sống của người nông dân Việt Nam thời xưa. Tre còn là người nhà. Khi chúng ta về thôn quê, bước vào những ngôi nhà của người nông dân, chúng ta thấy tre xuất hiện ở khắp mọi nơi trong nhà, tất từ những vật dụng trong lao động sản xuất đều làm từ tre. Tre giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Đúng vậy, tre dùng làm những vật dụng rất là cần thiết để phục vụ cho cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày. Tre là người nhà. Tác giả đã khẳng định tre chính là người nhà thân thiết, gắn bó, khăng khít với con người, đặc biệt là người nông dân Việt Nam. Không chỉ thế, tre còn là nguồn vui của tuổi thơ, là bạn của tuổi già. Em nhìn thấy bức tranh minh họa chiếc điếu cày tre. Ngày xưa người ta hút thuốc bằng chiếc điếu cày như thế này. Tức là chiếc điếu cày này người ta làm từ tre mà ra, dùng để hút thuốc dành cho những cụ già ngày xưa hút thuốc. Và trẻ con thì dùng tre để chơi đánh chắc, đánh chuyền, hay còn gọi là chơi bóng chuyền, chơi banh đũa. Đây là những trò chơi dân gian rất quen thuộc ngày thơ ấu của trẻ con thôn quê ngày xưa. Và tre còn gắn bó với con người trong cuộc sống lao động hàng ngày, từ những vật dụng rất quen thuộc như cái bàn, cái ghế, chiếc giường, chiếc rổ đều làm từ tre. Tre còn là nguồn vui của tuổi thơ, là bạn của tuổi già. Và đặc biệt là gì đây? Tre sống chết chung thủy với con người, nó gắn bó thân thiết với con người suốt một đời người, từ thỏ lọt lòng trong chiếc nôi tre đến khi nhắm mắt xuôi tay nằm trên chiếc giường tre. Tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy. Rất hay và rất cảm động. Nói lên sự gắn bó như là một người thân trong gia đình của người thôn quê. Như vậy, ở cái đoạn văn này, tác giả đã sử dụng một loạt phép nhân hóa so sánh, làm nổi bật lên hình ảnh của cây tre, cho chúng ta thấy được tre luôn gần gũi với con người, đặc biệt là người nông dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam
từ xưa cho đến ngày hôm nay. Đây chính là những bức tranh các em quan sát chiếc cầu làm bằng tre. Nhìn chiếc cầu này các em mới thấy được cái sự dẻo dai vững chắc. Rồi tre lớn lên cứng cáp, dẻo dai vững chắc. Chính vì nó dẻo dai cho nên mới có ta người ta mới có thể uốn theo chiếc hình dạng chiếc cầu. Và đây là chiếc cầu tre rất là quen thuộc ở thôn quê ngày xưa. Và bộ bàn ghế làm từ tre rất là dễ thương và rất là đẹp. Đặc biệt là ngày xưa khi về quê, bao giờ chúng ta cũng thấy những mái nhà tranh. Đây chính là những mái nhà tranh vách đất và làm từ tre mà ra. Những ngôi nhà rất quen thuộc ngày xa xưa đều làm vật dụng từ tre hết. Đó là sự gắn bó thân thiết của tre trong cuộc sống lao động hàng ngày. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tác giả không chỉ cho thấy tre gắn bó với con người trong cuộc sống lao động, mà tre còn gắn bó với con người trong kháng chiến, trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc bây giờ qua một đoạn văn rất là ấn tượng. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Tre là thẳng thắn, bất khuất. Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Như vậy trong cuộc kháng chiến thì tre chính là đồng chí chiến đấu, là người bạn thân thiết, người bạn chiến đấu của người dân. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. Buổi đầu không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí để chống giặc. Nhìn vào bức tranh các em thấy đây là những chiếc gậy tầm vong mà trong thời kháng chiến chống Pháp nhân dân ta đã dùng để chống giặc. Và những chiếc gậy tầm vong này chính là làm từ tre, được vuốt nhọn. Và kế bên là những cái bẫy trong tre cũng được vuốt nhọn để làm vũ khí để chống giặc. Buổi đầu không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí. Muôn ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm vong đã dựng nên thành đồng tổ quốc. Và sông Hồng bất khuất có cái trong tre. Đó là những vũ khí chiến đấu thô sơ, bình dị, nhưng lại làm nên những chiến thắng vẻ vang cho dân tộc ta. Đặc biệt khi nhìn hình ảnh phía dưới, các em liên tưởng đến hình ảnh giống nhổ cụm tre đánh giặc. Như vậy tre còn là vũ khí chống giặc từ thời xưa cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế cho nên tác giả đã khẳng định bằng một đoạn văn rất là ấn tượng: gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù, tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chính, tre hy sinh để bảo vệ con người. Và một loạt điệp từ, điệp ngữ và nghệ thuật nhân hóa so sánh độc đáo. Tác giả đã cho chúng ta thấy được tre luôn gắn bó với con người, không chỉ trong lao động mà còn trong chiến đấu, và rất là kháng khích. Chính vì thế tác giả đã tôn vinh tre. Tre là anh hùng lao động, tre là anh hùng chiến đấu. Trong đoạn văn, tác giả đã cho chúng ta thấy tre gắn bó đoàn kết, giúp đỡ người dân trong lao động và trong chiến đấu. Đây chính là cái phẩm chất đặc biệt, ý nghĩa nhất của cây tre. Như vậy qua hai đoạn văn, chúng ta đã tìm hiểu được cái sự gắn bó thân thiết của cây tre trong lao động và trong chiến đấu. Đây là một vài hình ảnh cô giới thiệu với các em. Chúng ta đi sang phần thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của một đoạn văn
tác giả muốn khẳng định vị trí, vai trò của cây tre trong hiện tại và trong tương lai. Từ đoạn nhạc của Trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê cho đến hết. Thì các em chú ý, trong đoạn văn này tác giả đã giới thiệu trong thời đại ngày nay, thời đại hòa bình, thì tre vẫn luôn là phương tiện để con người bộc lộ những tình cảm, cảm xúc. Nhớ một buổi trưa nào nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên mang mát khúc nhạc đồng quê. Diều bay, diều lá tre bay lưng trời, sáo tre sáo trúc vang lưng trời. Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh diều, trời cao lồng lộng đồng ruộng mênh mông. Hãy lắng nghe tiếng hát giữa trời cao của trúc, của tre. Bức tranh minh họa các em đã thấy, đây là chiếc diều lá tre, diều làm từ tre, và mà trẻ con thường thả ở thôn quê vào những ngày hè. Đây là những diều sáo tre, và đặc biệt là bức tranh kế bên là sáo, cây sáo bằng tre và bằng trúc được chế tạo để phục vụ cho đời sống tinh thần. Người ta khi người ta thổi lên một bài sáo, một bài nhạc rất hay, rất nghe du dương và như là hoài niệm về một quá khứ, một tuổi thơ êm đềm ở làng quê Việt Nam. Không chỉ thế, tre còn là biểu tượng cho sự nối tiếp của các thế hệ con người. Qua chi tiết sau, tre già măng mọc, măng mọc trên phù hiệu ở ngực thiếu nhi Việt Nam, lứa măng non của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là những chiếc huy hiệu măng non có biểu tượng là măng tre, măng non, dùng cho thiếu nhi Việt Nam thường đeo trên ngực áo, có ý nghĩa là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Tre già thì măng mọc. Không chỉ thế, tre luôn mãi mãi là người bạn đồng hành của con người, luôn là bóng mát che chở cho con người. Và đặc biệt, đây là hình ảnh chiếc cổng làm từ tre, rất là đặc, rất là ấn tượng và rất là đẹp. Ngày mai trên đất nước này, sắt thép có thể nhiều hơn tre nứa, nhưng trên đường trường ta dấn bước, tre xanh vẫn là bóng mát, tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình, tre sẽ càng tươi những cổng chào thắng lợi. Đây là chiếc cổng làm từ tre, rất đẹp. Và những chiếc đu tre vẫn dướng lên bay bổng, tiếng sáo diều tre cao vút mãi. Đây là hình ảnh chiếc đu tre. Ngày xưa người ta làm chiếc đu như thế này, và người ta thường tổ chức những hội thi rất là vui. Đây là những trò chơi dân gian. Và hình ảnh chiếc diều sáo tung bay trên cánh đồng làng, rất là thơ mộng và rất là đẹp. Như vậy, qua toàn bộ bài ký Cây tre Việt Nam, thì nhà văn đã cho chúng ta thấy, giới thiệu cho chúng ta vẻ đẹp và phẩm chất của cây tre, cũng như sự gắn bó thân thiết của cây tre trong lao động và trong chiến đấu. Vì thế tác giả luôn, và đặc biệt tác giả đã khẳng định vai trò vị trí của cây tre trong hiện tại và trong tương lai. Là cây tre Việt Nam, cây tre xanh, nhũng nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây tre mang đức tính của người hiền, là tượng trưng cao quý cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta sang phần Ba La Mã. Tổng kết, các em sẽ đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa toàn bộ nội dung và nghệ thuật của bài ký. Riêng phần luyện tập, các em cần lưu ý các yêu cầu sau đây. Số 1, đọc bài thơ Cây tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Số 2, học thuộc lòng một đoạn mà em thích nhất trong bài thơ.
Yêu cầu thứ ba, viết một đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu miêu tả vẻ đẹp và phẩm chất của cây tre Việt Nam. Số 4, viết một đoạn văn ngắn từ 10 đến 15 dòng nêu những hiểu biết của em về sự gắn bó của cây tre trong đời sống lao động và trong chiến đấu của người Việt Nam. Số 5, nêu cảm nghĩ của em về cây tre trong hiện tại và tương lai. Những phần này các em sẽ soạn trong vở bài tập. Riêng phần số 6, vẽ tranh minh họa, đây là phần năng khiếu dành cho những bạn có năng khiếu vẽ. Cuối cùng là phần hướng dẫn tự học. Các em cần đọc lại văn bản, ghi bài đầy đủ, đọc kỹ phần ghi nhớ sách giáo khoa và hoàn thành phần luyện tập. Cô chúc các em thành công trong quá trình tự học và tự nghiên cứu thêm. Sau khi nghe xong bài giảng, cô cần lưu ý các em phải nghiên cứu thêm, đọc thật kỹ văn bản và suy nghĩ những gì mình cảm nhận được về cây tre qua bài ký Cây tre Việt Nam.